Bao nhiêu anh Bình? 13 triệu hả? À? Không rẻ mà. Chứ mà người ta hình như ta nuôi cá rô phi rồi ta ăn hết chứ. Nuôi ăn hả? À dạ. Em thấy cá anh nuôi vô nhớ chút mà ăn gì? Hơi lâu quá, cá này cũng phải mấy tháng nữa. Nếu mà không chết, rồi chết rồi thôi. Muốn bao nhiêu đây? Em gì đủ? Không đủ. Chắc mấy lần rồi chứ. Thôi mấy làm xuống dạ, dạ, anh cái ngồi anh Bạn, anh kiên xuống chơi anh Bạn. Hả? Anh kiên xuống chơi. Kiên hả? Dạ chưa qua. Anh chưa, anh chưa thấy nó. Anh xuống tiếp khách trước, anh kêu em xuống em đợi anh kiên chút. Dạ. Để nó chứ em cũng lên trên máy em quay lại mấy cái về bữa nay em có cái hình tư liệu có trục trặc em xử lý cho nó dễ mà. Cho lính nó xuống em khỏi mất công chạy xuống. Rồi, còn cái đây là quay để bắt trước thôi. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Cái này bữa trước mình coi trên TV nè. Vậy thì cái này nó tốn tiền nhiều. Mà cái kia là nuôi chim thiệt hay sao ta? Thiệt chứ. Thiệt hả? Mấy là chim nuôi thôi nhưng mà để là nuôi. Nhỏ nhỏ chứ mà cũng nuôi được hả? À đúng rồi, ảnh thích chim lắm. Có một cái cạp đó. Nó bồ cao. Được bao nhiêu là nuôi nó? Cao hơn 2, 3, 4, 5. Chim cá rồi cây cảnh rau biết. Sáng đó là nuôi trong cặp đi. Đi lên má hả?